Đến thăm thành phố Hải Dương vào dịp cuối năm này, ta không chỉ bắt gặp một màu xanh căng tràn sức trẻ, một thành phố thân thiện, an toàn, mà ta còn được cảm nhận không khí hào hùng của dân tộc Việt Nam hướng tới ngày thành lập Quân đội Nhân dân với thật nhiều di tích lịch sử và địa chỉ đỏ in dấu chiến công của những người con anh hùng. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hải Dương là một trong những địa chỉ như vậy. Với niềm tự hào dân tộc cùng đạo lý, uống nước, nhớ nguồn. Chúng em, những học sinh của trường tiểu học Bình Minh thành phố Hải Dương muốn hát vang lời ca hồn thiêng sông núi. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bởi lời ca và giai điệu hào hùng của quốc ca Việt Nam luôn thôi thúc, nhắc nhở chúng em lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh cho quê hương đất nước, cho độc lập tự do của dân tộc. Dưới lá cờ tổ quốc, chúng em nguyện sẽ chăm chỉ học tập, luyện rèn để có sức khỏe, có kiến thức, biết ứng xử thông minh, trở thành những người công dân có ích, góp phần nhỏ bé, xây dựng thành phố Hải Dương, thành phố xanh, thông minh, thân thiện và an toàn.